Xin chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức mới Và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay dưới bên dưới Để cập nhật thông tin mới nhất mỗi ngày các bạn nhé Quý vị thân mến, trong chương mục câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện rất ý nghĩa Được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều trong thời gian vừa qua Và bây giờ xin mời quý vị cùng đón xem Chồng sang Nhật gửi về cho vợ 1 tỷ Rồi bật vô âm tính Tôi đánh liều mò sang tận nơi tìm thì sốc ngất trước cảnh tượng này. Bố mẹ chồng tôi đều mất nên cứ xong có dỗ Tết hay việc gì đặc biệt chúng tôi mới với nhà anh trai chồng ở Bắc Ninh. Nhà có hai anh em là anh trai chồng và chồng tôi nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Anh em không hợp tính nhau nên có việc phải ngồi cùng nhau để bàn bạc, đó cũng là lý do mà chúng tôi hạn chế về quê. Chồng tôi học khoa điện trường đại học Bách Khoa, tốt nghiệp một cái đã được nhận vào làm trong một công ty của Nhật, lương cũng được ngót 20 triệu một tháng. Tổng cộng của hai vợ chồng thì gọi là đủ ăn đủ tiêu. Tôi thì vẫn nghĩ cuộc sống như vậy là ổn rồi, thế mà chồng thì quyết tâm làm giàu cho bằng được. Anh không ăn phận, khi thấy mình thua kém bạn bè, một hôm anh nói với tôi. Công ty đang có đợt cho kỹ sư đi Nhật, vợ chồng mình ở nhà như thế này chắc chẳng được bao giờ giàu đâu. Anh định đi đợt này, nâng cao tay nghề về được linh chức, lương cũng phải vài chục đi nhật hả ừ đi nhật chỉ có sang nhật mới có cơ hội mở mày mở mặt em chịu khó vài năm nhé nghe chồng nói tôi thấy thoát cả tim con tôi mới được một tuổi giờ chồng đi hai mẹ con biết trông cậy vào ai đi bao lâu hả anh năm năm em ạ à. những năm năm cơ thấy tôi mắt chữ o mồm chữ a thúc lên chồng liền cầm tay an ủi năm năm lúc anh có vốn về rồi vợ chồng mình sẽ lấy số tiền đó để mua nhà cho em làm ăn anh thấy như thế cũng được Chứ giờ cứ thế này chỉ làm đủ ăn thôi Rồi sau con nó lớn nuôi nó ăn học là lại thắng tay Nghĩ mãi lời chồng nói Trong anh có vẻ tha thước muốn đi lắm Anh thuyết phục tôi đủ kiểu Bảo sang đó làm kỹ sư lương tháng tính ra tiền viện Ít cũng phải 60 triệu một tháng Cuối cùng tôi cũng mềm lòng Để anh đăng ký đợt đi lao động bên Nhật này của chồng Mặc dù biết là khó khăn đấy Nhưng tôi vẫn cố dặn lòng phải cố gắng Để anh yên tâm đi xa một tháng sau giấy tờ thủ tục xong hết, bên Nhật gọi là chồng tôi bay sang đó luôn. Lúc tiễn anh, tôi khóc cạn nước mắt vì thương anh thương con còn nhỏ, giờ chỉ có mẹ ở nhà chăm sóc. Nhưng biết làm sao được, chồng tôi làm vậy tất cả cũng vì cuộc sống sau này, vì mẹ con tôi mà thôi. Anh sang Nhật thì gọi về liên tục cho vợ, gửi cả địa chỉ nơi làm việc. Năm đầu tiên lúc nào anh cũng gửi tiền về điều đặn và dặn, hai mẹ con tiêu bao nhiêu thì tiêu, còn lại gửi tiết kiệm, lúc anh về mình mua nhà sau một thời gian tiền chồng gửi về vẫn đều nhưng tin nhắn và cuộc gọi thì thưa hơn hẳn có khi hai tháng anh mới gọi messenger một lần tôi ở nhà lo lắng không yên hỏi có chuyện gì không thì anh bảo không có gì đâu dạo này anh bận quá anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé chồng tôi cứ ừ à như kiểu có chuyện gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi tôi đã thấy nghi nghi rồi nhưng mà anh chẳng nói ra thế rồi tháng sau tự nhiên tài khoản của tôi lại nhận được một tỷ lúc đầu tôi hoang hết cả mắt tưởng nhầm phải ghi các con số đã giấy đọc, rồi còn phải hỏi mấy người xung quanh từng con số không có phải là một tỷ không, khi họ nói tôi nhìn tôi đúng rồi, không nhầm lẫn đâu. Tôi hét lên, điện cho chồng nhưng không liên lạc được với số mà anh vẫn hay gọi về nữa. Tôi nhắn tin Facebook, cũng không thấy anh trả lời, không biết chuyện gì đang xảy ra với chồng mình nữa. Tôi gọi cho anh chồng ở Bắc Ninh xem họ có liên lạc với nhau không thì anh ấy bảo. Anh cũng không biết nữa, chẳng thấy gọi về, tưởng không gọi cho anh thì được, chưa ừ lại các liên lạc với cả vợ là không ổn rồi. Tôi đến công ty cũ chồng, tìm hiểu thì được biết những đồng nghiệp đi cùng chồng đã về nước cách đây một năm rồi. Tôi khóc suốt mấy ngày liền, vừa lo lắng vừa đau khổ. Tôi tìm đủ mọi cách để liên lạc với chồng, mà mấy tháng sau vẫn bật vô âm tính. Thế nên tôi quyết định liền đi tìm chồng, nhỡ anh sẽ ra chuyện gì thì sao, kể cả ở nước ngoài tôi cũng phải đi. Sau khi làm xong hộ chiếu tôi gửi con cho mẹ đẻ, một mình sang Nhật tìm chồng, tôi thuê viên dịch hướng dẫn viên tìm đúng đến địa chỉ trước đây chồng cho lặn lội sang đó tìm chồng tôi ngã ngửa khi biết anh ấy sang bên này 5 năm đã có người đàn bà khác hai người đã có một đứa con hơn tuổi rồi anh có gặp tôi nhưng cứ như người xa lạ vậy xin lỗi em với con anh thấy mình có lỗi nên đã gửi bằng ấy tiền về để bù đắp tôi ù cả tay không ngờ sự thật lại đâu như thế hơn 5 năm qua, tôi đã vì chồng mà đau đớn thế này, vậy mà anh lại ung dung sống hạnh phúc bên người đàn bà khác vợ mới của anh rất giàu có xinh đẹp cho anh một cuộc sống đàng hoàng bên nhật thế nên anh đã chủ bỏ mẹ con tôi để chọn ở lại đây với cô ta tôi lủi thủi đi về đau lắm mọi người ạ à. đến giờ tôi chưa dám nói với con là bố nó đã có vợ khác ở nước ngoài không về với mẹ con tôi nữa rồi sao thằng bé lớn liệu nó có biết bố mình là người bội bạn như thế không <laughs> Vợ định biếu bố 10 triệu nhưng chồng chỉ cho biếu chiếc xe đạp cũ chưa đến 500 ngàn nhưng khi nhận thì bố lại rừng rừng nước mắt. Dự định mua biếu bố 10 triệu mà chồng lại gạt đi nói rằng em mừng nhiều thế làm gì, mừng bằng cái này đi tốt hơn đấy. Tôi đã nghĩ rằng câu nói đó của chồng thật tệ, anh không phải người đàn ông tốt nên mới đối xử phân biệt với bố tôi hơn bố mẹ mình đúng không? Năm đó tôi lấy Huy, người con trai tốt bụng và yêu thương tôi suốt gần 3 năm trước khi cưới. Tôi đã từng tin tưởng rằng người đàn ông ấy có thể đem lại hạnh phúc cho mình vì tôi biết anh ấy là người tốt thực sự. Kết hôn rồi mọi thứ ổn thỏa. Tôi đã từng thấy Huy chăm sóc bố mình rất tốt. Mẹ tôi mất gần 10 năm nay nên chỉ có một mình bố. Sợ bố cô đơn, Huy đồng ý cho bố tôi sống chung với vợ chồng tôi. Gia đình luôn hòa thuận. Tôi sinh được cậu con trai khó khỉnh. Đó chính là món quà và niềm vui an ủi tuổi già cho bố tôi. Cuộc sống của vợ chồng cứ thế trôi đi Cho đến ngày đó là ngày đầu năm Mới năm mà bố tôi xưa làm công nhân Có lương hưu thấp lắm Tôi định bụng biếu bố 10 triệu Biết là vợ chồng rồi phải tôn trọng nhau Biếu bố tôi 10 triệu Tôi cũng sẽ biếu lại bố mẹ chồng tôi số tiền tương đương Dù thế vì tiền chung của vợ chồng Tôi hỏi ý kiến chồng mình Chứ không tự ý đưa ra quyết định Hôm đó vừa mới nói Chồng này em định biếu bố 10 triệu Cho bố muốn tiêu gì thì tiêu Huy gạt đi nói Biếu làm gì? Anh có ý khác Anh không định biếu bố ư? Không phải anh nói bố em cũng là bố anh à? Tất nhiên là anh có biếu bố Nhưng anh muốn biếu cái này hơn Anh... em chẳng hiểu anh nghĩ gì nữa Cả anh nhau lớn vì không thống nhất được món quà biếu bố Nhân dịp đầu xuân năm mới Tôi tức giận nhưng cũng không thể bỏ đi được Vợ chồng chiến tranh lạnh suốt vài hôm liền Cuối tuần sau những ngày làm việc bận rộn về nhà tôi thấy chồng mình đem từ đâu về một chiếc xe đạp cũ Nhìn thôi là biết nó chưa đáng giá đến 500 ngàn Tôi tức giận hơn quát chồng Anh coi bố em làm gì mà mua thứ này về làm quà Anh thấy chiếc xe đạp cũ rất tốt mà Tôi bực không biết sao nói cho hết Quay sang thấy bố mình nước mắt rừng rừng Sờ chiếc xe đạp rồi nghẹn ngào Cảm ơn con nhé Cảm ơn con dễ nhiều lắm Chồng tôi hất hàm phía tôi thách thức khi tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bố tôi sờ chiếc xe đạp, nhìn lấy di ảnh của mẹ rồi nói: "Tôi đem được chiếc xe bà yêu quý nhất về rồi đây này bà nó." Lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra chồng tôi đã âm thầm tìm lại chiếc xe đạp ngày cũ bố tôi từng phải bán đi để trả tiền học cho chúng tôi. Chiếc xe này là chiếc xe đầu tiên bố mẹ tôi có được nên rất tiếc và mẹ tôi đã từng rất thích nó. Tự dưng tôi thấy mình đáng trách làm con mà thực sự chẳng hiểu được nỗi lòng của bố đã thấy để chồng mình làm điều đó thay rồi tôi lại không hiểu gì rồi lại vội vàng trách chồng mình không tốt lúc đấy tôi mới nhận ra trên đời tiền đâu phải thứ tốt nhất thứ tốt nhất chính là tình cảm của con người và con người ta cần đón nhận tình cảm ấy một cách chân thành để trao đi tình cảm của chồng tôi dành cho bố cũng vậy anh chính là người đem lại niềm vui sự an ủi dành cho bố tôi khi ông cô đơn nhất Đời người sống được mấy chục năm Khi mình trưởng thành lên Lớn khôn, thành đạt Đừng bao giờ bỏ quên công lao của cha mẹ Hãy báo hiếu với họ khi có thể Vì không phải lúc nào bạn cũng có cơ hội đó Trong tuyệt đầy tháng con trai Bố mẹ chồng tặng cháu số tiết kiệm cả trăm triệu nhưng nói một câu khiến nàng dâu phải suy nghĩ đến quyết định ly hôn Nhưng thậm chí cô phải nghĩ đến chuyện ly hôn Tất cả bắt nguồn từ câu chuyện trong tiệc đầy tháng con trai cô Người mẹ trẻ tên An 27 tuổi rơi vào cảnh ngộ vô cùng đau đầu và mệt mỏi Cô kết hôn mới chỉ 2 năm, vừa sinh được con 4 tháng Nhưng thậm chí cô phải nghĩ đến chuyện ly hôn Tất cả bắt nguồn từ câu chuyện trong tiệc đầy tháng của con trai cô An kể rằng 2 năm làm dâu, 4 tháng làm mẹ mọi nỗi tủi hờn của cô liên quan đến một việc. Đó là gia đình nhà chồng luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cô sợ mang tiền về nhà cho mẹ đẻ. Họ sợ cô làm thất thoát tiền bạc nhà họ, bao gồm trong đó cả tiền lương cô kiếm được. Trung Quy, bởi nhà mẹ đẻ của An nghèo. An khổ sở nói. Ngay từ ngày đầu về làm dâu, mẹ chồng với chồng mình yêu cầu mình đưa lương cho mẹ chồng giữ. Mọi chi tiêu trong nhà bà lo, chỉ cho mình giữ lại chút tiền tiêu vặt. An không hài lòng, nhưng dưới sức ép của cả gia đình chồng An nhượng bộ Chẳng nhẽ vừa kết hôn ở Mỹ nhà cửa Rồi đến tai bố mẹ cô Ông bà yên lòng làm sao nổi Mặc dù mọi thứ trong nhà chồng không quá keo quyệt Vẫn mua sắm tươm tất Nhưng An luôn thấy bí bách Không làm ra tiền Phụ thuộc vào người khác đã đành Đằng này tiền mình làm ra Muốn mua gì phải xin từng đồng Khiến An chán nản vô cùng An cho hay Mẹ chồng chẳng những giữ thẻ lương của cô Liên tục kiểm tra Cô có khoản thu nào khác không Đe nạt cô Nếu để họ biết cô giấu giếm mang tiền về nhà đẻ Thì đừng trách Khi cô sinh con Mọi người đến cho bé tiền Mẹ chồng thu bằng sạch Vì sợ cô cắt đi mang về nhà đẻ Bởi mọi thứ có mà mua rồi Cô cần tiêu gì đến tiền nữa đâu Mà chả mang về cho nhà bên An tâm sự trong tiệc đầy tháng con trai cô Bố mẹ chồng vui mừng hỉ hả Đứng trước khách khứa Bạn bè tuyên bố Tặng cháu nội một cuốn sổ tiết kiệm 100 triệu đồng Mẹ chồng sang sảng thêm một câu những cuốn sổ này do ông bà nội bảo quản hộ Đợi cháu 18 tuổi mới bàn giao cho cháu nhé Tiền lãi cộng thêm vào tài khoản gốc Nếu để mẹ cháu cầm Cuốn sổ bay lúc nào không hay Ý bảo ở đây Sợ cô lén lút rút tiền Rồi mang về cho bố mẹ đẻ chứ gì nữa An chẳng biết cuốn sổ do ông bà đi lập cho cháu đấy Cô có thể rút hay không Nhưng câu nói của mẹ chồng trước mặt bao người Khiến An tủi hổ Phận uất vô cùng Câu chuyện trong bữa tiệc đầy tháng của con Như giọt nước tràn ly Khiến An suy nghĩ mãi Cô chưa đưa ra quyết định nào Nhưng mấy tháng nay Không lúc nào cô không nghĩ đến Phương án bẩn cùng ấy Ly hôn Bởi bảo cô chịu đựng cảnh sống này hết đời Cô thực không chịu nổi Sống thế này khác gì kìm kẹp Điều khiển như một con rối À chán nản Giá như chồng cô đứng phía cô Đằng này anh phán xanh dờn Có người cầm tiền lo lắng mọi thứ cho Càng nhàn thân Song An hiểu rằng anh có tư tưởng giống bố mẹ không muốn An lọt một xu nào ra ngoài Kể cả biếu bố mẹ vợ Thiệt nghĩ cô vợ trong câu chuyện trên Trước hết nên nói chuyện thẳng thắn Bày tỏ rõ ràng mọi suy nghĩ cảm nhận của mình Với chồng cũng như gia đình chồng Kiên quyết dứt khoát Nói lên những điều bản thân mong muốn Đến lúc ấy không thể thương lượng Thì anh nghĩ đến phương án khác Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video và nếu thấy video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.